Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024. Mình phải cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới biến động nhẹ vào đầu phiên Á ngày hôm qua 26 tháng 7 sau khi rớt xuống đáy của 2 tuần trong phiên ngày hôm thứ Năm tại thị trường Mỹ. Nhà đầu tư đã nín thở chờ báo cáo lạm phát của Mỹ vừa công bố vào tối qua theo giờ Việt Nam, để tiếp tục định hình kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giảm lãi suất. Ở trong nước, giá vàng miếng tiếp tục nằm bất động tại mốc 79 triệu 500 ngàn đồng một lượng chiều bán, trong khi giá vàng nhẫn số 9 tiếp tục điều chỉnh giảm theo thị trường vàng thế giới và đánh mất mốc 77 triệu đồng một lượng. Do đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được ghi nhận ở mức 5 triệu 800 ngàn đồng một lượng so với giá vàng miếng và 3 triệu 100 ngàn đồng một lượng so với giá vàng nhẫn số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến là quanh mức từ 77 triệu 500 cho đến 78 triệu 500 ngàn đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức 79 triệu 500 ngàn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 75 triệu 600 ngàn đồng một lượng và 76 triệu 900 ngàn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 77 triệu 500 ngàn đồng một lượng, chiều bán 79 triệu 500 ngàn đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 77 triệu 500 ngàn đồng một lượng, còn ở chiều bán 79 triệu 500 ngàn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 2 triệu đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 77 triệu 500 ngàn đồng một lượng và 79 triệu 500 ngàn đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá tương tự so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 77 triệu 500 ngàn đồng một lượng và 79 triệu 500 ngàn đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 2 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá ở chiều mua 77 triệu 500 ngàn đồng một lượng, chiều bán 79 triệu 500 ngàn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 77 triệu 500 ngàn đồng một lượng, còn ở chiều bán 79 triệu 500 ngàn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 2 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 77 triệu 500 ngàn đồng một lượng, chiều bán 79 triệu 500 ngàn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 77 triệu 500 ngàn đồng một lượng, chiều bán 79 triệu 500 ngàn đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 78 triệu 500 ngàn đồng một lượng, còn ở chiều bán 79 triệu 500 ngàn đồng một lượng. Tại Ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 77 triệu 500 ngàn đồng một lượng, chiều bán 79 triệu 500 ngàn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn số 9, vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 29 triệu 470 nghìn đồng một lượng đến 75 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 31 triệu 970 nghìn đồng một lượng đến 76 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn, giá vàng đột ngột sụt giảm mạnh vào phiên ngày hôm thứ Năm,
Một phần do nhiều nhà đầu tư chốt lời vàng để mua vào đồng yên Nhật khi đồng tiền này phục hồi mạnh qua các ngưỡng chủ chốt. Không riêng vàng mà nhiều tài sản khác trên thị trường tài chính toàn cầu cũng bị bán tháo, từ cổ phiếu cho tới tiền ảo. Bởi vậy, một lý do khác để các nhà đầu tư bán vàng là bù lỗ cho danh mục đầu tư cổ phiếu. Mức giá đóng cửa trong phiên ngày hôm thứ Năm là mức thấp nhất kể từ ngày 9 tháng 7. Trong phiên, giá vàng có thời điểm đã giảm về mốc 2.353 đô la Mỹ. Ở mức này, giá vàng đã giảm khoảng 130 đô la so với kỷ lục thiết lập vào ngày 17 tháng 7 vừa qua. Nhà phân tích Edward Meyer của công ty Marex nhận định với hãng tin CNBC: chắc chắn là đã có những hoạt động chốt lời vàng liên quan đến bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ. Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ ngày hôm thứ Năm cho thấy tổng sản phẩm trong nước GDP của nước này đã tăng 2,8% trong quý 2, vượt xa mức dự báo tăng 2% mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Đà tăng trưởng mạnh của nền kinh tế Mỹ cũng đã đặt ra khả năng lạm phát cao dai dẳng, từ đó làm giảm bớt khả năng Fed sớm hạ lãi suất. Theo dữ liệu từ công cụ Fed Watch của sàn giao dịch CME, thị trường đã đặt cược khả năng 89,1% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9, giảm từ mức hơn 90% của ngày đầu tuần. Tuy nhiên, mức giảm này được đánh giá là không đáng kể và lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ kỳ hạn dài tiếp tục giảm xuống, phản ánh việc nhà đầu tư tin tưởng rằng sắp đến lúc Fed nới lỏng chính sách tiền tệ. Lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ kỳ hạn 10 năm nối tiếp xu hướng giảm gần đây, lùi về quanh mức 4,24%. Triển vọng lãi suất sắp giảm có lợi cho giá vàng, một tài sản không mang lãi suất. Thậm chí, trong một cuộc trò chuyện với hãng tin Bloomberg ngày hôm thứ Năm, cựu chủ tịch của Fed chi nhánh tại New York, ông Bill Dudley còn cho rằng Fed nên bắt đầu hạ lãi suất ngay trong cuộc họp vào tuần tới vì thị trường việc làm đã suy yếu. Thị trường đã đón nhận báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE cốt lõi được Bộ Thương mại của Mỹ công bố vào tối qua theo giờ Việt Nam. PCE là thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, có ảnh hưởng mạnh đến các quyết định lãi suất của Fed. Trước đó, nhiều nhận định cho rằng một PCE yếu hơn dự báo sẽ làm gia tăng khả năng Fed sớm giảm lãi suất, giúp giá vàng có cơ hội phục hồi và ngược lại. Giám đốc David Meager của công ty Futuri nhận định giá vàng vốn đã tăng rất cao nên sự kết hợp giữa hoạt động thanh lý các hoạt động đầu cơ giá lên và thực hiện hóa lợi nhuận đang đặt ra áp lực bán tháo lớn trên thị trường vàng. Gần đây, giá vàng còn đối mặt mối lo từ việc nhu cầu vàng của Trung Quốc suy yếu. Theo số liệu thống kê của Hồng Kông, nhập khẩu dòng vàng của Trung Quốc đại lục qua Hồng Kông đã giảm 18% trong tháng 6 so với tháng 5. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là giá vàng tăng cao gây suy yếu nhu cầu vàng trang sức ở thị trường đại lục. Dù vậy, các chuyên gia phân tích kỹ thuật của Kiku News dự báo các dữ liệu sắp tới có thể sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch cắt giảm lãi suất của Fed. Đợt tăng giá mạnh tiếp theo của vàng có thể sẽ cán mốc kỷ lục mới 2.500 đô la Mỹ một ounce. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.